Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, với mong muốn mang lại sự chăm sóc toàn diện và hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân ung thư, phòng khám cha từ yêu thương cho không các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mở cửa đầu tuần với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Phòng khám cha từ yêu thương cho không các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí hàng tuần dành cho bệnh nhân. Chỉ cần đến phòng khám, bệnh nhân có cơ hội làm mới bản thân với kiểu tóc yêu thích mà không phải lo lắng về chi phí. Ngoài dịch vụ cắt tóc, chúng tôi còn dành tặng những chiếc bánh mì miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi. Đây là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, giúp mọi người có bữa ăn sáng, ngon miệng và đầy đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Không chỉ quan tâm tới bệnh nhân, phòng khám cha từ yêu thương cho không được các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cũng dành tặng phần ăn sáng chay cho tất cả các thầy thuốc và nhân viên y tế. Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và các thầy cũng quan trọng không kém, bởi họ là những người luôn sát cánh bên bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Rất vui mừng chia sẻ câu chuyện tích cực từ phòng khám cha từ yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí về bệnh nhân Lê Kim Anh, một người dân tại tỉnh Đắk Nông. Ông Kim Anh đã từng phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan đa ổ, một thử thách lớn trong cuộc sống của ông. Sau gần 3 tháng được hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sức khỏe của ông Kim Anh đã có những cải thiện đáng kể. Trước đây, ông đã tìm kiếm sự điều trị từ nhiều cơ sở y tế nhưng không thấy hiệu quả. Tuy nhiên, từ khi đến các thầy thuốc tận tâm tại phòng khám, ông đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Ông Kim Anh không giấu được niềm vui mừng khi chia sẻ: cảm ơn Đức Chúa Trời, cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường cùng với các thầy thuốc và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ có sự hỗ trợ của mọi người mà ông đã tìm lại sức khỏe và niềm tin vào cuộc sống. Câu chuyện của ông Kim Anh là một minh chứng cho sự kiên trì và lòng tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cũng như sự chung tay của cộng đồng trong việc giúp đỡ những bệnh nhân đang gặp khó khăn. Phòng khám cha từ yêu thương cho không các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hy vọng rằng câu chuyện này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân ung thư khác trong hành trình chống lại bệnh tật. Phòng khám cha từ xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông Kim Anh và mong sức khỏe của ông ngày càng được cải thiện. Hãy tiếp tục theo dõi những tin tức tích cực từ phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng. Dạ thưa chú, chú có thể cho con biết họ tên mình đến từ đâu mà chú thơ? Chú tên là Lê Kim Anh, đến từ Đắk Nông. Xin chú cho biết là cái triệu chứng ban đầu của mình là nó phát hiện như thế nào? Rồi sau đó mình đi bệnh viện nào mình khám bệnh. Yeah. Thưa với anh là tôi là bệnh nhân ung thư gan. Khi về bệnh viện Minh Tâm á, lần đầu tiên về bệnh viện Minh Tâm á, người ta chẩn đoán là đi khám tổng quát, người ta chẩn đoán tôi là bị ung thư gan đa ổ. Sau đó tôi qua người ta không nhận, sau đó tôi qua bệnh viện Chợ Rẫy, người ta xét nghiệm về máu trước theo cái hồ sơ bệnh án của tôi bên Tâm Anh á, là họ cho tôi đi xét nghiệm mà thôi. Sau khi xét nghiệm xong là họ thấy họ trả nói gì, họ trả tôi về và cho tôi mua một hộp thuốc bổ gan và một hộp thuốc giảm đau. Sau đó thì coi như vậy là tôi về thì tôi không biết đi cái bệnh viện này nữa vì họ không có nhận tôi nữa. Tôi về nhà xong rồi tôi biết được vị trí của cha Tường ở đây là tôi xuống thẳng ở đây rồi. Và từ ngày tôi xuống đây là ngày 6 tháng 8 đến đây là 17 tháng 10. Trong thời gian điều trị ở đây thì bệnh tình tôi là thầy Thanh đã cho tôi đi khám là tôi cảm thấy
nó đỡ được 2 phần. Thì đầu tiên cái hồ sơ trước á là tôi đến 5 phần, 6 phần rồi. Nhưng mà cái hồ sơ sau đi khám lại được miền Tâm Anh á, thì tôi chỉ còn về đây thầy Thanh chỉ dẫn cho biết là cái chỉ số ung thư tôi nó giảm xuống là còn có 2 phần rồi. Do đó bệnh tình của tôi là có tiến triển nhanh ở cơ sở của cha Tường ở đây cứu giúp. Do đó hôm nay tôi là tình trạng là sức khỏe là tương đối ổn định, chỉ còn đi khám một lần nữa thôi là đi xét nghiệm máu lại với là đi siêu âm gan lại nữa thôi, có khả năng sẽ giảm sút nhiều hơn. Đúng như vậy đó. Trước thì cái hôm rồi á, tôi đi khám bệnh viện ở đâu? Kết quả hiện tại với cái sức khỏe của chú như thế nào? Vừa rồi đây thì anh cho tôi đi khám lại thì tôi cũng khám lại bệnh viện Tâm Anh lần thứ hai, thì đưa cái hồ sơ bệnh án lần thứ hai để cho thầy Thanh coi thì bệnh tình có giảm, suy giảm nhiều. Và so với bệnh trước đây là nó 5 phần, bây giờ nó chỉ còn có 2 phần. Như vậy. Thì biết được kết quả như vậy á, chú cùng gia đình đều có thật sự là vui mừng. Dạ cảm ơn anh, là vì tất nhiên là phải vui mừng lớn hả, vì trong những chúng tôi là tập thứ nhất sinh mà hôm nay là 10% chết, mà hôm nay là chỉ còn có 3% nữa, còn 70% là tôi có sự sống lại rồi, nên thì tôi rất vô cùng là gửi ơn các anh chị thầy thuốc ở đây đã cứu giúp tôi. Tôi xin đổi con xin đổi ơn Chúa, cảm tạ ơn cha và trân trọng cảm ơn là sự nhiệt tình giúp đỡ của quý thầy đã giúp đỡ cho con, cũng như là qua cái những vô tử này con không biết nói gì hơn, con xin đổi ơn quý ngài. Thưa chú chị, trong thời gian mà khám bệnh tại đây nè, chú cho biết đó, là tất cả như gạo, nước, thuốc đều miễn phí hay không, có ai lại đề cập cái vấn đề tiền bạc đối với chú không? Thưa quý thầy, là thời gian tôi đi ở đây là gần 3 tháng, thì được sự nhiệt tình của các thầy thuốc ở đây thì riêng về phần gạo thuốc và tất cả mà lo cho bệnh nhân, bản thân tôi thì tôi không có tốn đồng nào, và đồng thời cũng ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, chứ không ai đòi hỏi cái gì cả, chỉ vui vẻ tiếp đón bệnh nhân là trong sự yêu thương, không có gì là thắc mắc hết. Những cái gì tôi không hiểu tôi không biết, tôi hỏi các thầy thì các thầy nhiệt tình giúp đỡ, và đồng thời có như vậy là tư vấn cho tôi được hiểu bệnh tình của tôi như thế đó. Bây giờ là cố gắng ăn theo pháp đồ điều trị như thế này thì bản thân tôi luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh để coi như vậy là không phụ lòng của thầy đã giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị vừa qua. Chú có thể cho biết là sau khi mà chú về nhà rồi đó, chú có kế hoạch ăn uống như thế nào? Thì tôi mới thấy rằng là nếu như đúng ra theo sự chỉ dẫn của các thầy ở đây thì sau khi về nhà thì tôi cũng tiếp tục điều trị theo pháp đồ của thầy để là mục đích cho bệnh tình càng ngày nó càng tốt đẹp hơn và nó trong sạch trong cơ thể tôi hơn, đồng thời coi như vậy á để không làm phụ lòng cha Phê Rô của Minh Tường cũng như các quý thầy cô ở đây đã cứu tôi qua cái cửa tử, thì tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ làm theo pháp như thế này. Thưa chú vị, thì chú có thể nhận định trong thời gian mình trị bệnh ở đây á, có những cái ấn tượng nào để lại trong lòng của chú khi mà chú rời khỏi nơi này? Khi cái ấn tượng sâu sắc nhất mà trong lương tâm tôi khi rời khỏi chỗ này thì chắc có lẽ là tôi nhớ mãi cho đến suốt đời không để quên được, và đồng thời khi khỏe rồi thì tôi cũng phải là coi như là tái lại và đi thăm lại cái cơ sở của cha Tường ở đây có thể là nhiều hơn khi điều kiện cũng không thể nào quên được. Như cuộc đời còn lại thì tôi sẽ xuống đây nhiều hơn, và đồng thời có như vậy đó, đồng thời về địa phương tôi cũng động viên cho những người có bệnh như tôi nên đến chỗ cơ sở khám chữa bệnh cho không yêu thương của cha Tường để cái bảo vệ cái sự sống của mình. Tôi luôn nhắc trung tâm tôi như vậy, không riêng về mình tôi nhưng mà về địa phương tôi, nếu như ai mà có không may gặp bệnh như tôi thì tôi sẽ giới thiệu họ xuống đây, vì tôi đi là tôi về là có giấy tờ chứng nhận đầy đủ từ bệnh viện cho đến cơ sở là cứu chữa ở đây. Tôi sẽ cho họ coi những cái vấn đề giấy tờ tôi đi khám bệnh như vậy đó, và triệu chứng của tôi, bệnh hoạn của tôi như thế, và đồng thời cũng truyền giải cho mọi người biết là vừa qua tôi chữa tại cái cơ sở hỗ trợ là điều trị của cha Phê Rô Nguyễn Văn Đường cũng như quý thầy cô ở đây. Cảm ơn chú. Dạ.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Trong người căn bệnh ung thư cha ơi, hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh, hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con.
Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành.
cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.